ơi trời ơi, em ơi hay gì rồi hay. Anh cứ nhậu thoải mái, có xỉn em giàu thai. Thấy kìa chú ba có con cá lóc. Ai cá lóc cái đây nè. Cá lóc á. Kiến lửa á. Kiến, con kiến lửa. Chào hôm nay chiếc xe bông, xin chào quý cô chú anh chị nha. Dùng ai xe bông. Phơm hoa tròn. Trời ơi nè, nó sấy tròn cả nhà, nhìn rất là đẹp ha. Đây, hoa nó 8 đến 12 cánh. Và đặc biệt phải nói là giảo nữ hoàng hoa thơm cực đỉnh luôn cả nhà. Trời ơi nó thơm gì đâu thơm luôn. Bông thì nó chùm chùm như thế này nha. Đó, đây, đây chính là giống giảo nữ hoàng ha. Bên này em thấy có một cái hoa nữa nè cả nhà. Đâu rồi? Ý, đây có cái hoa nè, em sẽ bắt luôn. Trời ơi nè cả nhà nhìn nè. Một cái phơm sấy tròn rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây là giống giảo nữ hoàng nha. Hoa thơm cực đỉnh luôn. Đó, trời ơi, nghe mà đã gì đâu luôn cả nhà ơi. Đó, đây chính là giảo nữ hoàng. Một phơm hoa rất là toàn. Nếu mà chúng ta thích cái giống giảo nữ hoàng thì xin hãy alo cho em nha. Và sau đây thì xin mời chúng ta hãy cùng theo bước chân em để xem cây giống nha cả nhà. Dạ, vừa rồi em có giới thiệu với chúng ta đó chính là mặt hoa của giảo nữ hoàng cả nhà. Một giống mai phơm tròn, hoa rất là thơm. Nó sấy tròn, một cái sấy tròn rất là đẹp luôn hết cả nhà. Thì ngày hôm nay em có một cái lô cây giống giảo nữ hoàng phải nói là đẹp tuyệt vời luôn cả nhà. Cả nhà biết sao không? Cái này là nuôi để nó rất là mập rồi. Cả nhà nhìn cái cọng của nó nè. Trời ơi, cái cọng cốt của nó nè. Cả nhà nhìn đây rất là mập luôn ha. Đế thì lô này cũng xử lý để đế đủ kiểu hết nha cả nhà. Cây nào cũng có xử lý để hết nha. Có mấy con thú nữa nè. Đó, cây rất là mập, chiều cao của cây thì 1 gang, 2 gang, 3 gang tay em thì tầm khoảng 50 á cả nhà, 40 đến 50. Trời ơi cái lô này nó mập thiệt ghê thiệt chứ. Và ở dưới gốc của nó cũng sẽ có một ít nút nụ ha, một ít nút nụ. Cao tầm khoảng 40 đến 50 cả nhà. Lô này quá trời đẹp luôn ha. Đây, cả nhà nhìn nè. Đó, lô này em bán chúng ta giá là 100 ngàn một cây nha. Nếu chúng ta lấy 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển nha. Ai còn giống nào nữa đem vô luôn hả? Đó, cả nhà. Rồi, đó là chính là giảo nữ hoàng nha. Một giống mai phơm tròn, hoa rất là thơm. Rồi, tiếp theo là sẽ là một cái lô cúc thọ hương. Em còn ít hàng thì em xả rẻ cho chúng ta 50 ngàn cây luôn nha cả nhà. Đó, lô này củ to, củ bự ha. Đó, củ to, củ bự. Đây, rất là đẹp luôn nha. Đây cả nhà. Rồi, cái loại này thì em bán chúng ta chỉ có 50 ngàn một cây thôi. Nếu chúng ta lấy 5 cây chúng ta còn được bao phí vận chuyển ha. Lô này gốc to lắm cả nhà. Mà tại còn số lượng ít thì em xả rẻ cho chúng ta luôn nha. Ở đây cả nhà. Ở giá chỉ có 50 ngàn một cây thôi nha. Nếu chúng ta lấy 5 cây bên em bao ship ha. Ủa hồi nãy nó có giảo nữ hoàng với cái gì nữa. Tây thi, đúng rồi. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu chúng ta một cái lô đó chính là tây thi cả nhà. Trời ơi quá trời mập luôn à. Tây thi mập ù ủ nu luôn. Đó đây cả nhà, nhìn nè. Trời ơi, ổng nuôi cái gì mà cây nào cây nấy nó mập quá trời. Đây cũng cây thi quá trời đẹp luôn ha. Để xử lý rất là đẹp luôn. Cao khoảng 60-70 luôn mà lô. Mấy lô này nuôi mập ù ủ nu hết rồi mấy anh chị ơi. Trời ơi coi nè, cúc tây thi quá trời đẹp luôn ha. Đó đây. Trời ơi coi nè, đế thú nữa ha. Cốt mập chà bá luôn, cành nhánh này thôi khỏi phải chê luôn ha. Đây là hàng cúc tây thi nha cả nhà. 100 ngàn luôn nha, 3 cây bao ship luôn hết cả nhà ơi.